Mình xin chào các bạn. Hiện tại là mình đang đứng trước một cái quán hải sản rất là ngon nha các bạn. Quán giá cả rất là mềm và hợp lý. Đó, quán. Rồi mời các bạn cùng chúng ta cùng vô tham quan nha. Cùng vô xem nha. Đó, đây là những con cua hết sức là ngon. Màu trông rất là đẹp luôn, hấp dẫn luôn. À, đây là những con luộc sẵn nha. Rồi các bạn nào mà muốn ăn tươi sống liền luôn thì chúng ta cùng chút xíu nữa thôi, theo tôi là vô trong. Chúng ta vô trong thì tha hồ mà lựa nha. Đó, đây là những con hải sản tươi sống này. Đây là những con tôm. Dẻ rất to và rất chắc nha các bạn. Bao ăn luôn nha. Đây là nghêu, trông rất hấp dẫn và rất đẹp luôn. Tôm rất bự và ngon, hấp dẫn, nhìn rất là hấp dẫn. Cái này mà nướng mồi là bá cháy luôn. Cua cua rất là mẩy và chắc nha, bao ăn luôn nha các bạn. Đó, ghẹ là rất là chắc, khoảng 400g đến 500g, hai con là chắc khoảng gần 1 kg đó các bạn. Ghẹ rất to và chắc đó. Nó ghẹ rất to và rất chắc. Bây giờ mình vô trong mình kiếm chỗ mình ngồi, kiếm bàn mình ngồi nha. Đó, các bạn quan sát thấy quán rất là thoáng mát, rộng rãi. Quán rất đẹp, sáng sủa. Đó. Các bạn nào có nhu cầu thì đến. Giờ mình tìm chỗ mình ngồi nha. Rồi chuẩn bị chuyên món luôn nha. Đó, chuẩn bị đây làm cái món món này là cái món hàu nướng phô mai, trông cũng rất hấp dẫn nha. Hàu nướng phô mai ăn cái này chắc xách xe cho vòng vòng quá. Phô mai rất hấp dẫn. Kế tiếp là món tôm. Tôm nước mọi rất là thơm. Tôm nước mọi rất thơm. Lột ra mà chấm với muối tiêu chanh này thôi, còn gì bằng nữa. Rất hấp dẫn và rất ngon, rất đẹp nha các bạn. À, cua. Ghẹ. Cua ghẹ trông rất hấp dẫn. Đó, bắt đầu mình bỏ cua ghẹ vô. Mình sẽ nấu. Nấu với nồi nước dùng đây. À, tôi để nấu nha. Nấu đến khi nào mà chín cua ghẹ và mình nếm thử nước dùng nó ngọt rồi đó. À, lúc đó là thấy quá hấp dẫn luôn. Rất đẹp và rất hấp dẫn nha các bạn. Rất ngon, nhìn thấy là chảy nước miếng liền. Nói nhìn thấy là thấy là muốn chảy nước miếng rồi đó. Hấp dẫn quá các bạn ơi. Trời, mình muốn chảy nước miếng luôn.
Đó, sau khi mà chúng ta đã nấu cua đã chín xong và nước lên rất là ngọt nha. Kế tiếp là chúng ta bỏ bầu vô. Rồi, bỏ bầu vô nó ngọt chưa gì nữa. Hấp dẫn. Quá trời hấp dẫn nha. Chuẩn bị xơi thôi chứ làm gì giờ. Thèm quá trời rồi. Thôi mình mời các bạn nha. À, mình xin kết thúc video tại đây, và nếu các bạn xem thấy video hay thì các bạn vui lòng bấm like và đăng ký kênh giúp mình nha, để ủng hộ cho kênh mình. À, xin cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.